Chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ phối hợp với Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu tổ chức hội thảo Công nghệ phát triển và quản trị cơ sở dữ liệu lớn. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc đưa ra các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại, sát thực tế, phù hợp, hiệu quả cho việc xây dựng, quản trị, vận hành trung tâm thông tin, dữ liệu phục vụ công tác công an. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu lớn đã được các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tập trung tham luận, đóng góp ý kiến. Trong đó có các giải pháp ứng dụng công nghệ nền tảng tích hợp, đồng bộ, phân tích dữ liệu nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu về bảo mật, an ninh, an toàn thông tin. Từ đó giúp cho Bộ Công an lựa chọn công nghệ phù hợp trong xây dựng trung tâm dữ liệu, đảm bảo pháp lý, vận hành, khai thác hiệu quả, đáp ứng yêu cầu an ninh an toàn. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng khẳng định, việc xây dựng các trung tâm thông tin dữ liệu nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong chuyển đổi số và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học thành tựu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn phổ quát về quyền con người và 30 năm Hội nghị Thế giới về quyền con người thông qua bản tuyên bố và chương trình hành động viên. Tại hội thảo, các nhà khoa học và các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa, giá trị thời đại của tuyên ngôn thế giới về quyền con người và ý nghĩa đối với Việt Nam, nhất là trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững, vì con người, lấy con người làm trung tâm, mọi người tham gia và thụ hưởng. Qua gần 50 bài viết gửi đến ban tổ chức, 10 bài tham luận và 5 ý kiến phát biểu thảo luận tại hội thảo, các nhà khoa học phân tích đánh giá những thành tựu đạt được của Việt Nam trong việc bảo vệ, đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, nhất là thông qua những kết quả của quá trình phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường trong từng bước đi và từng chính sách phát triển. Một số tham luận tại hội thảo đã phân tích làm rõ những thuận lợi và thách thức trong việc đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam và trên thế giới trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, các đại biểu thảo luận đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quốc gia phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền con người. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo xây dựng đề án tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam. Hội thảo do Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Học viện An ninh Nhân dân phối hợp tổ chức. Với mục đích góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý người nước ngoài trong tình hình hiện nay, đặc biệt cung cấp những luận cứ khoa học để bổ sung hoàn thiện dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam. Các tham luận tại hội thảo đã xác định những vấn đề cơ bản và đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, công an địa phương, đồng thời làm rõ những vấn đề mới phát sinh và những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc và chỉ ra những nhiệm vụ giải pháp trên các mặt công tác công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của người nước ngoài tại Việt Nam. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ khai giảng huấn luyện đầu khóa cho học viên hệ trung cấp chính quy các trường công an nhân dân năm học 2023-2024, lấy mục tiêu xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ, phù hợp. Đây là năm đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp nhận huấn luyện học viên hệ trung cấp chính quy các trường công an nhân dân cho 1.036 học viên. Mục tiêu của khóa huấn luyện giúp cho học viên hình thành, chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, củng cố thêm về nền tảng thể chất,
vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, chịu được áp lực cao trong thời gian huấn luyện. Ngoài ra, bồi dưỡng cho các học viên kiến thức, kỹ năng quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí và làm quen với một số đội hình chiến đấu cơ bản của lực lượng cảnh sát cơ động, đồng thời đào tạo học viên có đủ năng lực biên chế vào các đơn vị dự bị chiến đấu của các trường công an nhân dân, sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ khi học tập tại trường khi có yêu cầu. Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức chương trình tình nguyện Đông ấm vùng cao, đồng hành công an xã thị trấn, thăm tặng quà cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ với lực lượng công an xã Mường Lói, huyện Điện Biên và xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Sau 15 giờ đồng hồ, vượt qua quãng đường hơn 600 km, chuyến xe chở quà đã cập bến tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Xã Mường Lói cách trung tâm huyện Điện Biên hơn 80 km, là một xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn, với diện tích tự nhiên gần 160 km2, chia thành 8 bản. Có 475 hộ, chủ yếu là người dân tộc Lào, Mông, Khơ Mú và Hơ Mông. Địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, điều kiện về giao thông đi lại rất khó khăn. Dân cư sinh sống không tập trung, các điểm bản trên địa bàn đều không có điện lưới, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Để sẻ chia phần nào những khó khăn đó, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Nam đã ủng hộ một phần lương của mình để mua máy lọc nước, chăn bông, áo khoác, sách vở, đồ dùng học tập, bản đồ Việt Nam và kinh phí sửa chữa bếp ăn để trao đến các em học sinh, giáo viên, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và lực lượng công an xã Mường Lói. Tôi cũng rất là vui và hân hoan, cảm ơn toàn rất là nhiều khi đã trao cho các em những món quà ấm áp của mùa đông ạ. Trên đỉnh núi vùng biên giới này thì rất là lạnh, cho nên có những cái chăn ấm của đoàn chúng ta thì các em sẽ có những giấc ngủ sâu hơn, có thể học tập tốt hơn. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các thầy các cô. Cũng trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn công tác đã có mặt tại xã Tỉa Dình, huyện Điện Biên Đông để trao tặng những món quà nghĩa tình đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công an xã. Chương trình tình nguyện đồng ấm vùng cao tới các em nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng cao và hoạt động đồng hành cùng công an xã tại Điện Biên, đoàn công tác công an tỉnh Hà Nam đã trao cho các em học sinh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng công an hai xã Mường Lói và Tỉa Dình hàng trăm suất quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Có thể nói là được tận mắt chứng kiến cái sự khốc liệt của chiến tranh, cái sự anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thế và cũng như là chứng kiến những cái khó khăn vất vả của người dân cũng như là lực lượng công an xã ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc này. Với truyền thống lá lành đùm lá rách, các chương trình thiện nguyện của cán bộ chiến sĩ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ công an tỉnh Hà Nam góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.